Kính thưa quý vị khán thính giả Đài truyền hình Việt Nam tại Calgary, hiện tại chúng tôi đang ở tại trụ sở Hội Cựu Quân Nhân Calgary. Bên tay phải tôi là Hải quân Đại tá Nguyễn Sĩ Sơn, chỉ huy trưởng hạm đội Hải quân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Kế bên là anh Trần Chí Hiếu, chủ tịch Hội Cựu Quân Nhân Calgary và cũng là một cựu quân nhân hải quân. Và chính tôi cũng là một cựu quân nhân hải quân. Rồi, xin hỏi anh Hiếu là cơ duyên nào mà mình mời được đại tá qua đây để làm lễ tưởng niệm các chiến sĩ Hoàng Sa và làm lễ gây quỹ cho các anh em thương phế binh ở quê nhà? Thưa anh Tô Đồng cũng như là thưa quý khán thính giả của Đài truyền hình Calgary, thì như cái thông lệ hàng năm là ngày 19 tháng Giêng thì Hội Cựu Quân Nhân và cái nhóm thường hội quân đây có làm một cái ngày lễ để mà tưởng niệm những cái người chiến sĩ hải quân đã hy sinh trong cái trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974. Thì thường thường chúng tôi cũng cố gắng đi tìm một cái người sĩ quan cao cấp và thâm niên ở trong quân chủng hải quân để mà có thể tâm tình với đồng bào ở đây, cũng như là nói về những cái ký ức hay là những cái kinh nghiệm mà của cái trận hải chiến đó cho nó có vẻ sống thật chút xíu. Thì phải nói là chúng tôi cũng nhờ một ông niên trưởng hải quân, tức là ông thiếu tá Trần Trọng Ngà ở bên Mỹ, ông có qua đây mấy lần. Và ông là cái người giám đốc điều hành đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi ở California, Hoa Kỳ. Thì qua cái sự liên hệ của ông viên trưởng Trần Đông Hà thì chúng tôi liên lạc với lại, được với lại cầu văn đăng của chúng tôi là ông đại tá Nguyễn Xuân Sơn, tư lệnh hạm đội của Hải quân Việt Nam trước đây. Và rất may thì tư lệnh cũng nhận lời mời và chúng tôi đã được có cái sự hiện diện của ông của tư lệnh cũng như là phu nhân trong cái ngày lễ kỷ niệm một chúng chiến sĩ và gây quỹ giúp thương binh 20 tháng Giêng vừa qua. Sau đây thì chúng ta nên welcome đại tá Nguyễn Xuân Sơn và xin hỏi mấy ngày đại tá qua đây thì đại tá có cảm tưởng như thế nào, tình hình của nghĩa là anh em cựu quân nhân, anh em hải quân như thế nào? Trước tiên chúng tôi xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của đài truyền hình Calgary. Chúng tôi rất là cảm kích được anh em của quân nhân ngỏ lời mời chúng tôi đến đây để mà tham dự cái lễ tưởng niệm Hoàng Sa, các cái chỉ anh hùng tử trị tử sĩ ở Hoàng Sa. Chúng tôi sẵn sàng và chúng tôi nhận lời ngay. Bởi vì năm nào cũng chúng tôi cũng giữ cái lễ ở Orlando, thì nếu năm nay mà mình giữ cái lễ ở chỗ khác ấy, thì nó có vẻ nó vui vẻ hơn. Nhưng mà quả thật cái kinh nghiệm Calgary chúng tôi được đón tiếp quá sức nồng hậu, rất nồng hậu. Chúng tôi cảm ơn Hiếu, cảm ơn các anh em trong Hội Cựu Quân Nhân ở đây. Chúng tôi được đón tiếp Tổ quốc rất là nồng hậu. Cũng may là mấy ngày hôm nay trời nắng tốt, thành ra cái sự mà lo sợ chúng tôi về khí hậu nó được giải tỏa rất nhiều. Thì tiện đây tôi xin hỏi anh Hiếu là cái vấn đề mà gây quỹ thương phẩm binh đó, thì chúng ta đã gây quỹ được bao nhiêu năm rồi và từ năm nào? Kính thưa anh Đồng cũng như là tất cả quý khán thính giả, thực sự thì cái chính thức mà cái năm tổ chức cho tới bây giờ thì tôi không có nhớ rõ lắm, nhưng mà tôi nghĩ là cũng khoảng trên dưới 15 năm, tức là khoảng đó. Và tôi là một trong những người mà đưa ra cái ý kiến là nên tổ chức gây quỹ giúp thương binh khi mà còn là phó chủ tịch của cái Hội Cựu Quân Nhân ở đây. Và vậy ý kiến đó thì được ban chấp hành ghi nhận. Tôi thấy cái chương trình này là rất thành công và hơn 15 năm là cũng quá dài. Hiện đây tôi muốn
Anh Hiếu cho biết khán giả đài truyền hình là hội cựu quân nhân đã thành lập được bao nhiêu lâu rồi? Khi mà tôi định cư ở thành phố Calgary năm 1981 thì chúng tôi cũng có quen biết với một số anh em hải quân cũ đi hồi 1975. Thì lần lần qua cái sự giới thiệu của mấy anh em thì chúng tôi quen biết nhiều hơn và biết một số anh em trong quân đội trước đây. Và tôi nhớ không lầm thì là hội ái hữu quân dân được thành lập vào năm 1990. Và cái buổi lễ ra mắt rất là trân trọng ở Police Community Hall. Lúc đó, bữa đó là có ca sĩ Hùng Cường qua đây đó. Lúc không phải, lúc đó là ca sĩ Lệ Thu với ai người ca sĩ. Lâu quá rồi tôi không nhớ, nhưng mà cái buổi lễ rất là trang trọng và tôi lại được hân hạnh là cầm quốc kỳ trong cái tống quốc quân kỳ ngày đó. Buổi lễ rất là trang trọng. Nhớ tôi có đi cái hôm văn nghệ bên đó là có ca sĩ Hùng Cường đó là qua ca những cái bài về lính rất là hay, là đồng bào và anh em cựu quân nhân rất là thì kể từ cái ngày hôm đó cho tới bây giờ thì hội cựu quân nhân hoạt động liên tục cho tới bây giờ. Thì xin cho biết anh cho biết đó là hiện giờ có bao nhiêu hội viên ở trong hội cựu quân nhân? Cái hội viên chính thức thì chúng tôi có hơn 100 hội viên, tôi nghĩ là 120, 130. Thì cái con số đó thật sự nó không có nói lên được cái con số cụ nhân ở thành phố Calgary. Tôi biết là đông hơn ở đây, tôi nghĩ theo mà tại vì đa số anh em cái tuổi tác của mình thì nằm trong cái tuổi lính nó nhiều lắm mà quen biết rất nhiều, nhưng mà có thể vì cũng như là đó là những người đó có trong danh sách mà có thể hội chính thức viên. Chính thức thì 130 mấy người. Còn những người người ta gọi là thân hữu hay là người ta không có chưa có lấy thì cái người hội viên chính thức họ sẽ làm cái phiếu gia nhập và họ đóng cái tiền. Xin anh cho biết là cái hội cựu quân nhân đây mình có trực thuộc vào một cái tổng hội nào ở Canada hoặc là ở hải ngoại hoặc bên Mỹ rồi? Thưa anh Tờ Đồng, thưa quý khán giả, thì thực sự một cái cơ cấu nào cũng vậy, nó làm việc mà có hiệu quả và có cái tiếng vang hay là tạo được những cái thành quả đó, thì phải có những cái sự liên hệ. Thì không ngoài có ngoại lệ đó, cái hội cựu quân nhân đây cũng làm việc chung với những cái hội ái hữu khác ở Canada, trực thuộc cái tổng hội cựu quân nhân Canada. Và cái tổng hội cựu quân nhân Canada nó làm việc với lại khắp thế giới qua cái tập thể cựu chiến sĩ ở hải ngoại. Thì cái đó là chúng tôi cũng đã nhiều lần qua họ ở Cali, ở Houston, còn ở trong Canada thì họ ở Vancouver hoặc là Montreal, Toronto, đại khái là những sự vậy. Tôi nghe là năm nay tháng 5 sẽ làm tại Calgary phải không? Dạ, cái năm nay thì coi như là Calgary sẽ được một cái niềm hãnh diện vinh dự, tức là tổ chức cái ngày đại hội tổng hội Canada ở tại thành phố Calgary. Và chúng tôi dự trù sẽ tổ chức vào ngày 15-19 tháng 5. Chúc đại hội thành công. Xin cảm ơn. Rồi, nhân đây thì chúng cũng một dịp để có thì xin ý kiến của Hải quân Đại tá Nguyễn Xuân Sơn thì qua đây để gây quỹ cho thương binh tại quê nhà. Thì xin Đại tá có những cái lời nhắn nhủ nào tại cho những anh em thương binh tại quê nhà hay không? Và những lời chúc Tết. Chúc Tết và chúc Tết xuân đó, thì nó không có giá trị gì hết. Tôi chỉ mong rằng các anh em thương phế binh ở nhà hiểu cho được cái tình cảnh của chúng tôi ở bên hải ngoại, là vừa làm đi làm lo cho gia đình, con cái, vợ con, vừa cố gắng để giúp cho các anh em ở bên nhà được phần nào phần đó. Thì nếu các anh em thông cảm được cái chuyện đó thì chúng tôi có thể tiếp tục hăng hái để mà yểm trợ cho anh em. Cái điều mà chúng tôi lo nhất đó là cái sự trợ giúp của chúng tôi không đạt được đến tận tay các anh em. Đó là cái điều chúng tôi lo nhất. Nó thất thoát ở chỗ nào ra mình không biết được, tôi không biết được. Nhưng mà nếu anh em ở bên nhà có cách gì
mà hướng dẫn chúng tôi để biết những cái chỗ thất thoát đó, thì cái sự mà trợ giúp cho các anh em nó được dồi dào hơn. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi muốn bàn với quý anh em ở bên nhà. Hiện nay thì tôi cũng nói xin hỏi là như hiện giờ tình hình đối với mình ở trong người lính á, thì lúc nào mình cũng có cái vấn đề gọi là tổ quốc danh dự và trách nhiệm. Thì dù mình xa quê hương mình đã là bỏ nước, mình thua cuộc, mình bỏ nước, mình ra đi, nhưng mà lúc nào quê hương mình cũng muốn trở lại. Thì đối với tình hình đất nước hiện bây giờ dưới chế độ cộng sản, không có nhân quyền, không có tự do, đó, hối lộ, rồi cướp đất của dân, của nhà thờ, của các chùa chiền, thì đối với một sĩ quan cao cấp của Hải quân Việt Nam thì đại tá có những cái lời khuyên nào đối với những anh em binh sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa nói chung và các anh em hải quân nói riêng trên toàn thế giới và kể cả người nhà? Cảm ơn bạn. Câu hỏi này cao lắm. Cao cái điểm rằng nó bao gồm một cái chuyện rất là rộng lớn, có khi mà ngoài cái sự hiểu biết của chúng tôi. Nhưng mà với tư cách là một cựu quân nhân, dù quân nhân đó là hải quân, không quân, biển động quân gì đó, tôi là một cựu quân nhân. Dù tôi có một ngày ở trong quân ngũ, hay là 25 năm, 21 năm trong quân ngũ, thì chúng tôi, anh em chúng ta, tất cả quân nhân luôn luôn theo tôn chỉ của quân đội. Cái tôn chỉ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa luôn luôn vẫn còn là tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Nói vấn đề tổ quốc thì quý anh em cũng như chúng tôi nhìn thấy cái tổ quốc của mình đó đang trên đà đến một cái bờ vực thẳm, mà cái khổ nhất là nó biết cái đà nó đi như vậy mà có một số anh em mình thờ ơ, hoàn toàn thờ ơ, không nhìn thấy cái đó, không biết rằng mình sẽ mất vào cái tay của Tàu Cộng hồi đó, mình không biết, mình vẫn thờ ơ. Đó, cái điều đó là điều chúng tôi rất ưu tư. Ngoài ra cái danh dự của anh em mình đang bị mà thách thức một cách trầm trọng. Tôi muốn nói danh dự mình thách thức là bởi vì các anh em có thử nghĩ, có nhiều người hỏi tôi, hỏi chứ ông có đi Việt Nam lần nào chưa, anh có về Việt Nam chưa? Tôi đang sẵn sàng tôi trả lời, tôi không đủ can đảm để mà xin xỏ cái gì hết. Khi xưa anh em chúng mình cựu quân nhân, khi xưa anh em chúng mình là những cái tay súng đứng đầu để mà chống đối cộng sản, chúng nó là kẻ thù, cộng sản Việt Nam là kẻ thù của mình. Thì mặc dù chúng ta thất thế, chúng ta ở trong cái nằm ở trên cái bên mà gọi là bên thua cuộc, không phải là bên thắng cuộc, nhưng mà cái danh dự của chúng ta vẫn phải còn. Chúng tôi không thể mà nuốt cái lời thề đó được. Một ngày trong quân ngũ chúng tôi cũng đã thề rồi, mà 21 năm trong quân ngũ chúng mình đã thề. Chúng mình đã thề giữ vững danh dự của chúng mình. Chúng tôi không nghĩ là mình có thể khoanh tay đứng trước
trước mặt một tên cán bộ cộng sản để mà xin xỏ. Tôi không nghĩ ra được cái chuyện đó. Tôi không thể nào làm được chuyện đó. Tôi không thể nào xin xỏ anh bất cứ cái gì. Đừng có nói là tôi xin xỏ anh, xin cái visa để tôi đi Việt Nam. Chúng tôi ở hải ngoại, dù chúng tôi ở ngoại, dù bây giờ chúng tôi là công dân của Canada hay là công dân Hoa Kỳ hay công dân của bất cứ nào khác, nhưng mà cha ông chúng tôi, cha ông chúng ta mình ở Việt Nam, tổ tiên mình, mồ mả tổ tiên mình ở Việt Nam, thì hà cớ gì bây giờ tôi về tôi thăm tổ tiên tôi mà tôi phải xin phép các anh? Cái chuyện nó không thể chấp nhận được. Danh dự chúng tôi còn ở đâu, không mất. Cái câu trả lời của tôi là như vậy. Chúng tôi sợ mất danh dự, tôi không thể để mất danh dự mà lòn cuối xin xỏ mấy anh bất cứ cái gì. Đó là cái danh dự. Bây giờ nói đến vấn đề trách nhiệm thì tôi nói là một sự thật có lẽ là hơi đắng cay một chút. Chúng tôi, tất cả anh em mình, chúng ta là những người có trách nhiệm để làm mất nước. Không đổ lỗi cho ai được hết. Mặc dù mà người bạn, mà đồng minh của mình nó buông tay thế này kia, nhưng mà cái lỗi chính vẫn là của mình. Thì bây giờ cái thế hệ các anh em mình đó, thì kể như nó già quá rồi, không còn nhóc trong cậy gì nữa hết. Mà đất nước Việt Nam bây giờ lo bị cái đảng cộng sản Việt Nam nó phá tan rồi, xã hội bây giờ nó tan nát, tất cả mọi người đều sống trong cái sự lo âu, sống trong sự manh mún để mà vươn lên. Xã hội nó tan nát thì chỉ có một điều là anh em chúng mình ở ngoại, chúng mình phải nghĩ tới cái thế hệ nối tiếp về sau, nghĩ tới thế hệ con em mình, cháu chắc mình. Tôi muốn nói anh em mình phải làm sao truyền lại cho các con cháu mình hiểu rõ quốc cộng là cái gì. Phải hiểu thôi. Chúng mình làm sao để cho chúng nó hiểu được cái tình trạng đó. Tại làm sao anh em chúng mình hiện bây giờ đang sinh sống ở cái nước ngoài, cái lý do xấu xa là ở chỗ nào? Có phải mình đi kiếm cơm hay không? Hay là mình chạy tốt khỏi cái đánh vuốt của cộng sản mà thoát đi? Mình hiểu cho thật rõ. Mình chỉ cần cho con cháu mình hiểu thôi. Mình không có đòi hỏi rồi chúng nó phải trở về Việt Nam đánh giết cộng sản. Mình không đòi hỏi cái đó được. Mình chỉ cần giải thích cho con cháu mình nó hiểu quốc cộng là cái gì, để chúng nó tìm được cái đường lối riêng của chúng ta. Chúng như một ngày nào đó nó bừng mắt dậy, nó nhớ nghĩ tới cái dân tộc Israel chẳng hạn, họ tìm về cội nguồn họ, thì cái con người Việt Nam tương lai, các thế hệ về sau này, tôi ước mong rằng nó có một ngày nào đó các con cháu mình nó bừng mắt dậy, nó tìm lại cái nguồn gốc của nó. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn nhắn nhủ cho các anh em, nghĩ tới con cháu, tu thân tề gia rồi mới trị quốc. Tu thân là chuyện đầu tiên, các anh em phải lo cho thân của mình nữa. Các anh em có cái bộ quân phục hồi nào thì bây giờ vẫn phải tiếp tục giữ quân phục đó, và đừng bao giờ làm quen ố cái bộ quân phục của mình. Tề gia là các anh em phải truyền bá lại cho con em của mình hiểu cộng sản quốc gia là cái gì, nó phải hiểu. Đó là tề gia. Đó là hai cái điểm căn bản mà mọi người chúng ta có thể làm được. Tôi không nghĩ tới chuyện sâu xa là kháng chiến hay là chống đối hay là biểu tình hay là
làm cái này làm kia không, tôi không nghĩ tới được chuyện sâu xa. Tôi đã nghĩ căn bản của từng người anh chị em mình có thể làm được cái điều mà mình có thể làm được tại nhà, tại gia đình mình, không cần phải đi sâu xa hết. Tôi có chút vào bao nhiêu lời. Cảm ơn đại tá rất nhiều. Và từ đây chúng tôi cũng xin giới thiệu phu nhân của đại tá là Trịnh Mỹ Linh, và một người thân nữa của đại tá là anh Dũng, đã là hiện tại là ở Cali, hồi xưa là tài xế của đại tá Tư Lệnh. Anh Dũng đó là người rất thân cận với gia đình chúng tôi. Anh biết hết tất cả những cái đường đi nước bước của tôi, biết hết tất cả những người tôi giao dịch, biết hết những ngõ ngách nào mà tôi kêu là tà lọt đó, phải không? Còn bằng này kêu tà lọt, nó có kêu tà lọt nữa không? Trong quân đội kêu cái gì? Tài xế không à? Tài xế riêng. Tài xế riêng. Bây giờ ngồi nghĩ lại, bây giờ mình nhìn thấy Dũng, ông Dũng là anh hy sinh cho tôi rất nhiều. Tôi đi công tác nó đi theo, đi tàu nó đi theo, đi hành quân nó đi theo, nó hy sinh cho tôi rất nhiều. Thành ra cũng như tôi gặp với anh em khác, ngày hôm nay tôi có đến tôi gặp gia đình anh Dũng, và trước mặt chị Dũng tôi ngỏ lời tôi cảm ơn cái sự cộng tác của anh Dũng đối với gia đình chúng tôi, để cho chị Dũng chị hiểu rõ cái sự liên hệ của chúng tôi đối với anh Dũng và cái điều mà chúng tôi đã làm hôm nay. Chúng tôi rất hài lòng đã làm được cái chuyện đó, rằng chính thức cảm ơn anh Dũng đã trợ giúp chúng tôi trong lúc tôi tại chức. Cái điều đó quan trọng lắm. Công việc Tư Lệnh Tham Đội không phải một mình tôi làm được, phải có người này kia phụ, người phụ này người phụ kia phụ. Thì một phần rất lớn anh Dũng làm cho tôi. Còn tất nhiên là vợ con là chuyện khác. Bà nuôi con tôi cho người ta, tôi có nuôi con tôi nổi, bà nuôi hết. Xin cảm ơn đại tá và anh Trần Chí Hiếu đã cho khán thính giả Đài Truyền hình Việt Nam xem cuộc phỏng vấn này. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị. Okay.